Kệ xe mà người có bằng gì không? Xe thì sao cứ, cứ lên đi, sao sao kéo lên sau. Sao kia một người bằng gì không? Uống rượu đâu à? Đi từ từ thôi, mày không biết được à? Người đâu vậy? Kịp nói sẽ đi nhanh thế. Anh ơi, kéo hộ em này à? Nhớ quay lại. Đi hẹn hò quá trớn, cặp đôi phi thẳng xuống ruộng tắm buồn giữa đêm. Nope. Khi đi hẹn hò, sẽ có lúc các cặp đôi gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Chúng ta thường thấy những lý do như trễ hẹn, trời mưa, xe hư, khiến cho buổi hẹn không thể trọn vẹn. Tuy nhiên, việc lao xe xuống ruộng như cặp đôi dưới đây thì quả thật rất hiếm thấy. Chẳng hiểu tại sao đang yên đang lành thì người bạn trai đã lái chiếc xe xuống cây ruộng làm cả hai bị nhuộm buồn từ đầu đến chân. Nhìn cảnh tượng này, dân tình vừa thấy thương vừa buồn cười. Cụ thể khoảnh khắc dở khóc dở cười này của một cặp đôi trẻ. Theo video được đăng tải, chẳng ai biết chàng trai đã cầm lái thế nào mà khiến chiếc xe máy văng ra ngoài ruộng tới vài mét. Vì bị cặp đôi cày ruộng mà một mảng lúa non vừa cấy đã bị san phẳng. Dù không bị thương nghiêm trọng nhưng bộ dạng của đôi trai tay gái sắt đã khiến ai cũng phải bật cười. Trong tình trạng cả người bị nhuộm bùn, cô gái và chàng trai vẫn cố gắng cùng nhau kéo chiếc xe máy lên. Khi một người qua đường dừng lại hỏi thăm thì cô gái cho biết bản thân mình không sao và nhờ mọi người cùng giải cứu chiếc xe lên bờ. Có thể thấy, cặp đôi này rất lo lắng cho xe của mình khi cả người và phương tiện di chuyển đều bị lấm lem bùn đất. Trong tình cảnh đó, chàng trai dù hốt hoảng nhưng vẫn phải cố tìm được chiếc dép của mình khiến cho mọi người xung quanh phải nhịn cười. Ngay sau đó, cả hai đã được bà con xung quanh đến giúp đỡ, hỗ trợ kéo con chiến mã đang bị ngập bùn lên bờ. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người vừa thấy thương nhưng cũng thấy khó hiểu vì chẳng biết tại sao chàng trai có thể phi xe xuống ruộng được. Nhiều người trêu đùa có thể do mãi mê trò chuyện mà cặp đôi đã không để ý đến đường đi. Có lẽ, đây sẽ là buổi hẹn hò đáng nhớ với chàng trai, cô gái này. Một vài bình luận hài hước trước đoạn video có 102 này dành cho cặp đôi đen nhất hệ mặt trời. Em đang đi thì cái ruộng lao ra. Ngã xong đứng dậy vẫn phải tìm dép, lo cho xe mới được. Tội nhất nhà có ruộng ma lại chửi lên không biết trâu bò nhà nào phá. Em vẫn không hiểu tại sao lại phi ra được đến tận giữa ruộng như vậy. Xin lỗi nha nhưng nhìn bà kia tôi cười rớt nước mắt.